Xin chào các bạn, em là Hải Đồ Đồng đây ạ. Thì hôm nay em xin vén màn một số cửa hàng họ đã đội chất liệu sản phẩm lên rất nhiều ấy ạ. Đồng vàng và đồng Đài Loan thì họ đã đội lên là đồng cát tốt để nhằm mục đích lấy lòng tin của khách hàng đấy ạ. Thì hôm nay em xin giải đáp một số thắc mắc của khách hàng khi đã nhắn tin cho em và hỏi là đây là chất liệu đồng gì, và em rất bức xúc khi đã nhận được những cái hình ảnh là đồng vàng họ đã đội lên là thành đồng cát tốt đấy ạ. Vâng, thì hôm nay em xin quay rõ cho các bác xem bộ đồng vàng bên em để các bác hiểu và nắm bắt được chất liệu đồng vàng là như thế nào và chất liệu đồng cát tốt là như thế nào ấy ạ. Em xin quay tận cảnh cho các bác xem bộ đỉnh thờ bằng chất liệu đồng vàng và được các nghệ nhân hun nâu lên ạ. Và đặc điểm của bộ đỉnh thờ đồng vàng này là 100% là đồng vàng thỏi nha các bác nhá. Sẽ khác so với bộ đồng cát tốt ạ. Đồng cát tốt thì thường là 100% từ đồng vỏ đạn quân sự ấy ạ, khi mà chiến tranh ấy ạ. Mình thường gọi là đồng cát tốt ấy. Và bộ đỉnh thờ này là đồng vàng. Đây các bác xem. Cái màu đồng của bộ đỉnh thờ đồng vàng này là thường là có màu vàng đậm các bác nhé. Đây ạ. Và bộ đồng cát tốt thì thường là có màu vàng bóng và có ánh xanh nha các bác nhá. Thì có bác nào muốn quan tâm sở hữu một bộ đỉnh thờ nào phù hợp chất lượng và giá cả phải chăng thì để lại số điện thoại bên dưới, em sẽ gọi điện tư vấn cho các bác, hoặc các bác sẽ liên hệ với số hotline của em 0836173950 để em tư vấn cho các bác kỹ về thứ nhất là chất liệu sản phẩm, cái thứ hai là giá cả, cái thứ ba về kích thước làm sao cho phù hợp không gian thờ nhà mình ấy ạ. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video này của em ạ.